nhưng mặc đúng phong cách Hoàng Tuyền các bạn ạ. Trừ ví dụ vào đi nhà nhà đang có đám lễ thì đến phải ăn mặc lịch sự nghiêm trang, còn đây là chuyện đã qua rồi, chuyện buồn đã qua rồi, bây giờ là Tuyền sẽ công khai với số tiền là 20.500.000 của rất chi nhiều bạn bè anh chị em của em. À, khi em đứng lên em kêu gọi thì mỗi người có những cháu bé có học sinh lớp 6 nhắn tin cho em à, chú ạ, cháu bớt hai bữa ăn sáng là 50.000, cháu gửi chú, chú đưa gia đình đến nhà bạn Huệ, em giới thiệu là Huệ nhưng mà là họ đúng không? Hậu, đấy, bây em đếm công khai rồi đấy. Một, cầm đây. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, hai, bốn, sáu, tám, mười, mười bảy, hai, bốn, sáu, tám, mười, tám, bốn, sáu, tám, mười, mười chín, hai, bốn, sáu, tám, mười, hai mươi. Đấy. Tổng số tiền là trong này là có em và cùng toàn thể mọi người giúp đỡ gia đình nhà mình là 20.500.000. Em xin trao tận tay anh số tiền này. Em cảm ơn thì thôi, em cũng quan em cảm ơn tất cả các anh chị mọi người hôm nay đến được, anh là đại diện. Vâng. Thế em gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị. Mấy cái tiền đấy, tiền. Thì, bây giờ em cũng muốn qua đây tiền đây thì em muốn hỏi là gia đình nhà mình có số tài khoản không? Cho em xin số tài khoản thì em sẽ kêu gọi mọi người chuyển thẳng vào tài khoản của gia đình nhà mình. Số tài khoản thì em hôm qua em lấy là như là lấy về mọi người gọi là lấy về làm hôm qua mình làm anh lấy. Thì bây giờ hiện tại anh còn có số tài khoản chưa? Có rồi. Vâng, anh có thể viết ra cho em thì em sẽ đăng về kêu gọi mọi người thêm nữa. Tại vì các bạn ạ. Các bạn có kênh YouTube Dương Minh Tuyền và kênh YouTube Tuyền Mốc và kênh YouTube của Lam OK Duy Thường Vlog mà Văn Thật, các bạn này theo dõi nhìn đây. Gia đình này, gia đình anh Trương rất chi là hoàn cảnh. Từ ngôi nhà rất chi là sập sệ. Và anh em hội từ thiện ở trên Bắc Giang này cũng đang kêu gọi muốn xây cho gia đình anh một ngôi nhà được ấm cúng. Xây được một cái gọi là chú mưa chú nắng, che mưa che nắng thì đang rất cần mọi người, những nhà hảo tâm, những nhà thiện nguyện, những mạnh thường quân thấy dang rộng vòng tay cứu giúp gia đình này. Gia đình này đang rất cần sự hỗ trợ quan tâm của bà con, của mọi người. Thế cho nên là Tuyền muốn là mọi người hãy bớt một bữa ăn sáng, bớt bữa đi chơi, bớt một cốc cà phê và bớt nhiều thứ để xây được một viên gạch. Cứ mỗi người giúp đỡ một viên gạch thì sẽ ngôi nhà sẽ được đẹp hơn và sẽ được mầm non tương lai cho đất nước, là ba cháu bé này sẽ có chỗ ăn, chỗ ở và nơi học tập tương lai thật tốt. Tuyền mong tất cả mọi người hãy giúp đỡ gia đình anh Trương nhé. Thì sau thì Tuyền về Tuyền sẽ đăng công khai số tài khoản này lên Facebook cá nhân này, fanpage này và trang YouTube để mọi người biết. Và Tuyền sẽ nhờ em Duy Thường, em Văn Thật và tất cả những anh em làm kênh YouTube sẽ nhờ mọi người sẽ đăng cái số tài khoản này lên. Anh em bọn Tuyền đi làm từ thiện thì không phải là bảo đi để đánh bóng tên tuổi hay đi để câu like câu view, không phải. Đi đây là gì? Đi bằng cái tâm, nhưng mà phải đăng lên cho mọi người hiểu là gì. Những nhà người ta có kinh tế, người ta chưa biết chỗ nào để hỗ trợ giúp đỡ thì đây là cơ hội dành cho các nhà hảo tâm. Đây là địa điểm đáng tin cậy, cần phải giúp đỡ. Đây, còn đây là cái số tiền của em giới thiệu, em là Ngọc, em ở Lục Nam mình thôi, em ở trên cầu Chạy Mít. Chắc ở đây chắc bác bá cũng ở cầm biết cầu Chạy Mít, em dưới cầu Chạy Mít tí. Số tiền 9 triệu này là của em ủng hộ, em kêu gọi được 7 triệu hơn gì đấy. Và một chị ở làng thôi, chị đấy hôm nay chị bận, chị muốn sang đây. Nhưng mà chị đấy rất là cũng vất vả nhá. Chị đi ủng hộ những cái người mà người quê bình thường người ta chỉ 20, 50, chị cũng kêu gọi được 2 triệu. Thế tổng số tiền nó là 9 triệu. Thế này em gửi anh chị cầm luôn, cầm tổng cái số tiền này. Em ở trong hội thiện tâm và cái số tiền này để anh chị giữ, bà giữ ở đây, xong để mình lên kế hoạch làm nhà và dư ra mình làm cái tiền ăn sinh cho các cháu. Đấy, thế là đây. Ba,
Nói chung là em quay này để mọi người mà ủng hộ em và xem lại cái livestream này và cũng biết là mình chứng thực như anh Tuyền nói là đúng. Mình vừa có cái danh sách mình chụp lên và mình phát trực tiếp, mình trao tiền này và mình về mình đăng tải cái danh sách của mình lên trên mạng. Những người ủng hộ mà thấy mình tin tưởng mình làm cái việc này, người ta phải biết là tiền đến tận tay người. Đúng mục đích, đúng ý nghĩa. Đấy là cảm ơn tất cả các anh chị. Đây anh cứ nói vào đây mọi người là sẽ xem rất là nhiều. Những người ủng hộ là toàn ở trên này là chính. Ba chị em. Ba chị em. Đấy. Thế nên bây giờ là anh trao cho bà cứ giữ đấy là để làm sao là lo trang trải cuộc sống gia đình này, lo trang trải cuộc sống cho các cháu được ăn được học đến nơi đến chốn. Còn đây là số tài khoản nào, đúng không con? Ok. Có chú mọi người bút số tài khoản này tên là gì con? Tài khoản này ngân hàng gì bà đấy? Đây chính là số tài đây là chính là số tài khoản bà con ạ. Đây chính là số tài khoản của gia đình nhà anh Trương ạ. MB. Các bạn nhìn đó. Đấy, các bạn nhìn rõ tiền rơi, các bạn nhìn rõ. Ngân hàng đó, quân đội hả? Và ngân hàng à, rồi. Phải ghi ngân hàng gì ra? Rồi, đây, ngân hàng quân đội chú ghi cho. Ở đây chứ con đẹp con ghi đấy. Đây con ghi cho chú cái tên, họ và tên. Tin. Mọi tiền ủng hộ anh em ủng hộ mình đã trao.